Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Cổ Ngoạn Cần Thơ. Hôm nay là một video thẩm định tiếp theo nha các bạn. Hôm gần các bạn gửi đồ cũng nhiều nên chưa có thời gian thẩm định. Hôm nay mình sẽ thẩm định những cái món đồ các bạn gửi nha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua. Rồi đầu tiên là coi đồ cho một bạn gửi cho mình một cái bình, một con cong rất là đẹp luôn. Cong rồi cái cây nè, bình xanh xanh nè các bạn. Thì cái bình này mình nhìn đó thì đó là cái bình Nhật in nha các bạn, bình Nhật in nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái đồ Nhật thì cái giá trị của nó không có cao, do nó là đồ in nha các bạn. Đó, cái bình này mình nghĩ nó khoảng chừng 3 triệu, 3 triệu rưỡi gì đó, bình Nhật. Nói chung là trưng bày rồi được, trưng bông hoa rồi cũng được nha, chứ không phải là nó không có công dụng gì nha. Thường những cái bình này là đồ xưa, đồ Nhật xưa khoảng 70-80 năm gì đó. Rồi tiếp theo bạn gửi cho mình thêm một cái quạt. Cái này lúc xưa mình có những cây quạt thế này nè các bạn. Thì lúc xưa thì của ông bà để lại có những cây quạt thế này, nhưng mà cái gỗ nó mềm á, nó dễ, rất là dễ hư. Thì cái món đồ này nó cũng không có giá trị gì nhiều đâu, còn giá trị bán này kia không có, này cũng được mấy chục năm gì đó. Cái quạt này xưa mình có thấy nè. Rồi hai cây gậy nha, hai cây gậy nè, hai cây gậy. Cái này không biết là cái hai cây gậy gỡ gì, nhiều khi coi không được bạn, tại vì cái màu sơn có màu đen gì nè, sơn lên cái cây á thì không có xác định được gỗ gì, mà nhìn như vậy thì không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà cái gỗ mà gỗ quý thuộc nhóm A này kia đồ, A1 rồi, ví dụ như là cẩm chắc rồi, thì những cái đó thì cái giá trị nó cao. Hoặc là cái cây gậy này nè, nếu mà nó bằng sừng á thì quý lắm nha. Lúc xưa có một cây gậy mà bằng bằng sừng bán nó cũng mấy chục triệu bạn, bằng sừng. Còn cái này thì nhìn gì cũng không biết, nên cái món này cũng không có câu ra được nha. Rồi tiếp theo một bạn gửi cho mình một cái pho tượng Quan Âm này bằng đồng nè, pho tượng Quan Âm bằng đồng có gửi dưới đít luôn nè. Thì cái này á, thì cái này là đồ kỹ thuật thôi, có nghĩa là đồ giả cổ của Trung Quốc làm thôi nha, không có giá nhiều nha. Món này cũng nhìn thường lắm. Con gà nữa nè, con gà này cũng là đồ hàng đồng thao thôi, hàng kia để trưng phong thủy chơi thôi, cái giá trị nó không có nhiều nha. Hai món này là gọi là món đồng thao mới của Trung Quốc. Rồi thêm một con trâu nữa nha. Những món này gặp thường lắm các bạn, tại vì món này không biết sao mà nó lưu lạc trong nhân dân của mình nhiều á, rất là nhiều người gửi luôn á. Hiện tại thì coi gặp thường lắm, nhưng mà đa phần những bạn gửi cho mình là những bạn ít chơi đồ á, rồi lâu lâu gặp những món như này nè. Chứ những cái video mình ra rất là nhiều cái mình cảnh báo và mình nói là những cái này là 80% là 90% là toàn đồ mới hết, chứ không phải là đồ cổ gì đâu. Bởi vì các bạn lưu ý nha, đừng có mua nhiều tiền nha. Nếu mà lỡ có rồi thì để trưng phong thủy nhà thôi, chứ không có giá trị gì nhiêu nha. Rồi tiếp theo là một cái bình dạng ninh rất là đẹp luôn, bình dạng ninh vẽ hai con rồng nè, hai con rồng nè. Thì cái bình dạng ninh này thì cũng là đồ xưa nha, chứ chưa cổ nha. Dạng ninh thì cũng có một cái dòng cổ gọi là dòng chữ A, mà chữ cái cốt của nó là cũng cỡ 100 năm rồi đó. Nhưng mà chỉ cái dòng này không phải nha, có nghĩa là cái này cũng là dạng ninh, nhưng mà cái dòng sau này dạng ninh nó chia ra nhiều giai đoạn nha. Hiện tại thì những cái mà đồ mà cái mộc chữ A thì nó thuộc về nó cổ, nó có giá trị hơn. Thì bạn này hỏi là cái con rồng năm móng chơi có sao không, thì mình nói bình thường không có gì nha, rồng năm móng không có gì nha, bình thường thôi. Tại vì lúc xưa á, cái đồ năm móng á, thì người dân không được xài, là do là đó là đồ của vua. Còn sau này thì cái đó, những cái phong tục đó nó bỏ rồi, thì giờ người ta làm, người ta vẽ rồng năm móng bình thường nha, nên không có gì là lạ hết trơn bạn ơi. Có nghĩa là những cái món đồ sau này nè, nó làm sau này đó,
chứ không phải là món đồ làm hồi xưa nha. Thì gốm Vạn Ninh chơi cũng rất là tốt nha, mình cũng rất là thích gốm Vạn Ninh. Rồi tiếp theo, bạn gửi cho mình một bức tượng Phật, một bức tượng Phật nhỏ nhỏ nè. Bạn nói là em còn nhiều đồ cổ như vậy lắm, bình trà chén đĩa còn còn mới và em bảo đảm hơn 100 năm, giờ em muốn bán anh xem cho em ý kiến nha. Còn ông Phật Thái Lan đẹp và sáng, trông rất như vàng, không biết phải là vàng hay không. À, bạn nói là bạn có rất là nhiều đồ các bạn, và có một ông tượng Phật Thái Lan nè, bạn nói là giống vàng quá, vàng thiệt các bạn, không biết phải hay không, các bạn coi cho ý kiến đi nha. Bạn nói là giống vàng thiệt quá, nhưng mà các bạn để ý á, cái người Thái á, thì những cái mà về làm gì vàng rất là nhiều nha. Người ta chùa người ta rất là chú trọng ở chỗ là quyên góp cho chùa, rất là nhiều người á. Lúc xưa mình đi du lịch Thái Lan á, nghe kể lại á, nhà người ta có thể không đẹp không sạch, nhưng mà chùa là phải đẹp, phải sạch sẽ nha. Có nghĩa là chùa người ta chú trọng lắm các bạn. Khi mà có những đợt quyên góp á, người ta quyên góp rất là nhiều vàng nha, để mà làm những bức tượng Phật á, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là người ta chú trọng đến cái văn hóa mà Phật giáo, mà người ta góp nhiều lắm các bạn. Nói chung là rất là nhiều người ta bỏ rất là nhiều vàng luôn á, người ta làm tượng Phật. Bạn nói là không biết cái này giống phải vàng không, mình thấy nhìn thấy màu vàng 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 này nè, thấy cũng giống giống, nhưng mà theo mình á, cái này chắc là đồng ha, đồng vàng thôi chứ không phải là vàng. Mà không biết phải vàng không, người ai mà có nhu cầu liên hệ á, thì ai mà muốn sở hữu những bức tượng nhỏ của Thái này nè, thì bạn chia lại cho nó, có gì mình làm cầu nối cho, chứ còn mình không có mua được mấy cái này nha các bạn. À, bạn nói là vậy đó, ý bạn là vậy đó nha. Thì giờ các bạn mua thì hên xui thôi, khi bằng vàng thì các bạn có lợi nhuận thôi ha. Rồi bạn gửi thêm một cái dĩa nè, Trúc Lâm Thất Hiền nè. Thì những cái dĩa này á, là về đồ Nhật nha, cái dĩa Nhật nè, rồi một cái chén Nhật luôn nè, chén Nhật luôn nè, có nghĩa là những cái này đồ Nhật từ xưa hết đó các bạn ơi. Còn bà nói rất là nhiều đồ luôn mà mình không biết món mấy món kia là món gì nữa. Rồi tiếp theo, anh thẩm định cho em xem em đào được ở Hòa Bình đồ có phải là đồ cổ 100 năm không, mới đào được ở Hòa Bình, anh thẩm định giùm em xem đây có phải là đồ 100 năm không hay là đồ của Tây Nguyên. Thì bạn gửi một cái bình nước, theo mình là cái này là cái bình nước bạn, cái bình nước ở dưới nè, cái bình nước, đồ này là đồ Mỹ, bình nước đồ Mỹ, cái nghĩa là nếu là đồ Mỹ á, thì khoảng năm nó sản xuất năm sáu mấy á, thì gọi là đồ xưa thôi, gọi là đồ thuộc gì nó liệt vô là kỷ vật chiến tranh nha bạn. Cái này là cái bình nước Mỹ nha, ở trên đó nè, ở trên cái mũ này, cái trên cái này cũng không phải là, cái này giống như là cái, ở đây mình coi kỹ cái này, một cái bình nước rồi đó, cái này giống như là cái không biết là mũ hay là bằng inox, gửi cũng không có coi kỹ, gửi thì không có hình kỹ. Bạn nói là đồ này bạn đào được nè, nếu bằng mũ á là cái đồ này á, là đồ Mỹ luôn bạn, còn nếu mà đồ bằng inox bằng đồng á, thì nó không phải. Theo mình thì cái món này chắc ăn là đồ xưa rồi đó, còn ví dụ như đồ cổ hay không á, thì cái này mà phải coi ngoài mới được, tại vì cái hình nó mờ quá không có thấy rõ. Cái này mình liệt vô đồ xưa thôi nha, đồ xưa thôi nó chắc ăn đó. Hai món của bạn là hai món đồ xưa đó. Rồi tiếp theo, cho con hỏi về cặp này ạ. Con hỏi về cặp này ạ, là bạn gửi cho mình một cái cặp hươu, một cái cặp nai, với một cặp nai có sừng rất là dài luôn, có sừng rất là dài luôn. Mà hỏi thông tin về cặp này, cặp này cũng rất là bự nè.
thì cái này á, thì bạn cái con này nó cao, nó bề dài nó hơn 60 chút nè. Theo như mình biết á, con này á, là đồ mới Trung Quốc sản xuất, nó không phải là đồ xưa gì đâu, gọi là đồng thau. Cái tỷ lệ mà nó pha trộn thau trong nó cao lắm, đồng á, thịt là thấy vậy thôi, người ta bán cho nó đồ đồng 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 đó, nhưng mà không phải là đồng hết đâu các bạn, chủ yếu là mạ một lớp nhỏ thôi để nó hạ cái giá thành sản xuất. Tại vì cái con này á, nó bán là theo hình thức là bán ký nha, ví dụ như cân ký tính tiền 500 ngàn ký thì 20 ký thì nó khoảng 10 triệu, thì 40 ký là 20 triệu, thì những cái con này đang bán vậy các bạn. Còn cái giá nhập á, mình cũng biết luôn á, thì nó cũng khoảng chừng khoảng 200k mà đó, thì người ta đem về nó bán 500k thì buôn bán mới có lời thôi. Nhưng mà cái này á, gọi là đồ mới thôi, đồ kỹ thuật thôi, không có phải là đồ xưa gì đâu, mua cũng rất là dễ, rất là nhiều luôn á. Nếu mà mấy con này nè, khi mà người ta muốn gạt các bạn á, hoặc là người ta muốn bán bạn giá cao á, người ta đem chôn dưới đất nha, chôn dưới đất 4 5 tháng gì đó, người ta vô tình người ta tạo một cái gì đó để người ta đào lên á, thì giống như tạo tung cái tin đồn á, thì những cái con này khi mà nó chôn dưới lòng đất 3 4 tháng gì, nó sẽ biến đổi, nó sẽ phân hóa trao đổi chất trong những cái đồng thau này nè, thì nó sẽ giống như đồ cổ vậy đó. Nên những bạn mà chưa biết lần nào á, mà chỉ nghe thông tin thôi á, mua rất là dễ dính luôn á, đúng không? Những con này đồ mới thôi nha, nên á, khi mà có những con này ta đạo đâu, các bạn phải cẩn thận cái trường hợp đó nha, rất là nhiều rồi, rất là nhiều rồi.